Chào các bạn. À, hôm nay tụi mình sẽ tiếp tục cái series ba lô với bạn. Bữa là mình đã từng làm clip và 50 giờ trên đảo hoang với những chiếc ba lô bằng nhau. Hôm nay tụi mình sẽ thay đổi một tí là những cái ba lô này nó sẽ có cấp độ các bạn. Đầu tiên thì sẽ ba lô này là ba lô cấp 0 nè, ba lô nhỏ nhất. Tiếp theo là cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5 và cuối cùng là cái số 6 bự nhất nha bạn, khổng lồ luôn. Và tụi mình sẽ bốc thăm sau đó bắt đầu vô số nào thì sẽ đem cái ba lô đó làm một clip 25 giờ trên núi nha bạn. Và muốn mua gì cũng được hết, không giới hạn số tiền. Clip hôm nay là chỉ giới hạn ba lô thôi. Dưới đây là mình có những cái lá hâm các bạn. Để xào sơn. Xào sơn, à nó khá là nhỏ bạn, cố gắng xào cho nó có ba lô số 0. À bốc trước bạn. Dạ bốc trước luôn anh. Vô. Oh. Vĩnh Việt. Rồi xin Vinh Tử. Oh. Số 5. Oh. Tức quá. Con ngựa các bạn, đeo thử cái vợ em. Phật lên luôn rồi. Đây đây đây. Đúng rồi, đeo vô luôn, đúng rồi. Ăn được số 5. Tiếp theo là cu dễ. Chơi ha. Chơi luôn anh. Thôi thay nhượng. Thôi nhượng á. Nhượng cho những người kém may mắn nha. Bé Tú. Em suy nghĩ lại rồi. Lên đâu, đu lên đây chơi Tú coi. Rồi. Chào hưởng. Một chiếc ba lô số 1. Khá là trong suốt luôn nha các bạn. Nó để ra những cái mà nhạy cảm trong đây, sách to hay gì đồ là nhìn thấy hết luôn, tuyệt vời. Tiếp theo là bé Hương ha. Tôi là một người kém may mắn nên bóc cái số nào mà lớn nhất, số 4 đúng không? Số 6 lớn nhất em. Số 6 lớn nhất hả? Lụm số 6 thôi. Số 4. Quá ngon. Số 4 là một cái ba lô rằng ri nha bạn. Ba lô này là đi rừng nè. Cọp nó tưởng đâu là bạn gái đó. Bạn gái, bạn trai không nổi. Quá tuyệt. À, anh Lâm thì rất là may mắn nên anh Lâm quyết định bốc cuối ha. Rồi, vô cho đại đi. Rồi, ok luôn. Cùng với số 6 rồi. Xin chào, quách đời. Số này là số 3. Số 3 là một cái ba lô màu đỏ các bạn. Ba lô này ba lô thể thao em, đúng rồi, đem vô. Rồi, đựng cái đôi dài thể thao đó là đi núi được em. Hợp lý hả? Hợp lý. Rồi, toàn nha. Thôi, vô căn dĩ đây. Trường vô dĩ hả? Chấm một, ok. Toàn chấm em. Tôi không cái dâm vợ. Giờ lượng chết em ơi, lượng chết rồi. Không sao. Mình quay qua shot luôn coi. Wow. Wow. Oh my god. Coi vui à. Rồi tôi mình tới công chuyện luôn bạn ơi. Mình và Toàn. Còn số 2 và số 0 nha. Toàn bóng em. Anh Lâm anh không sao rồi. Em phải thuốc 2 mới được. Rồi em thấy gì đó. Toàn không sao mấy bạn. Và Lâm được 2 sao. Yes. Nè Toàn đeo vô đi gu xì. Đi sau hỗ trợ đó em. Đó thiệt kìa. Cặp gu xì. Ủa cặp này của anh nó cũng có hát gì thằng trong suốt vô tủ đâu ta. Bự hơn. Ok, nói chung là cái đám tụi mình sẽ đi siêu thị mua những cái món đồ có thể ở nơi tình núi. Và tụi mình sẽ đi núi Tây Ninh các bạn. Ngọn núi cao nhất miền Nam mình. Ok, bạn nào thích series thì tụi mình sẽ để lại một like, chia sẻ, đặc biệt là nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi tụi mình ra những cái clip nó hời hời như vậy các bạn. Đầu tiên thì tụi mình sẽ quay tầm nhất là nước uống các bạn. Mình quýnh 3 chai Aqua Rius nha. Trời ơi, cái bóp thì nó xanh điệu cực kỳ luôn. Gì em? Quýnh hai ba lông băng tơ nhiều quá. Chào khách cậu lần nè, quýnh cỡ. Láo kìa. Ngày mai mà cái cảnh mà nó leo lên núi bạn chắc nhìn thấy chắc hương nó luôn á. Nè, em nè anh. Đúng rồi, em đúng luôn. Vậy thôi hả? Dạ không được. Anh thấy được chanh muối nè em. 4 chai lần anh. Còn nãy sao em? 3 chai chanh muối. 3 chai muối, 3 chai đủ rồi, càng gì nhiều. Vậy mà giác cái đống này là nghỉ chơi luôn em. Trời chấp. Em vé, em vé khi bò hút nữa nè em, cho khỏe em. Bổ đi em vé gì, có gì anh ké em, thua vậy. Có gì để em anh ơi. Em hy sinh cho mọi người đúng không? Dạ đúng rồi, em chơi một lốc luôn anh ơi. Rồi, ăn cao cả các bạn. Nó vé gì đó lên núi á. Không giỡn anh. Rồi ok, tụi mình đã đến được núi Tây Ninh nha bạn. Núi Bà Đen. Và tụi mình chuẩn bị có một chuyến đi theo cái đường cột điện bạn. Chứ phải là đường cáp treo nha. Đường này đi khá là phơi luôn. Và đầu tiên thử thách quan trọng nhất của 25 giờ chính là mình bấm giờ nha bạn. Hiện tại là 8:55 nha bạn, mình sẽ bắt đầu. Đó, thời gian đã chạy rồi. Chừng nào cái đồng hồ này đủ 25 tiếng thì tụi mình sẽ lết xuống núi nha bạn. Và đầu tiên thì mình sẽ review đồ của từng người.
thử xe là ba lô lớn là sẽ đựng được gì, ba lô nhỏ đựng được gì nha. Rồi bé to không sao, đặt lên bệ đá cổ em. À, toàn nó sẽ dò nhát là được một cái áo mưa nè, một cây xúc xích, ở đây được hai cây, được ba cây. Bên trong toàn sẽ có một cái bánh caro bị xì hơi với bạn, lon Ferrari, lon Coca nhỏ, thêm lon Ferrari nữa, và cuối cùng là hai hộp cháo ăn liền. Ủa không sao mà đem được nhiêu đây là cũng quá là chiến luôn em. Phải nhồi nhét cực lắm anh. Ok, xong bé Toàn nha bạn. Rồi, tiếp theo bé Tú, một sao các bạn. Đây, Tú nó sẽ có một ba lô trong suốt các bạn. Thấy muối tôm, đồ sữa các kiểu. Có một cây KitKat nè. Cái gì có được trời. Đây là Apple các bạn. Của nó quảng cáo với iPhone nè. 5 cây xúc xích, 2 cái trứng gà, 1 bịch xúc xích lát, 3 chai gì vai, 1 cái nĩa, 1 hộp sữa, và cuối cùng là 1 bịch muối tôm. Wow, một sao mà đem nhiều hơn hàng không sao đó ta, kỹ ta. Rồi, tiếp theo là tấm bình các bạn. Hai sao. Đây, ba lô hai sao. Cái ba lô này thì nó là một cái giỏ đi chợ vậy bạn. Mình phải xách như vậy nè, mình nghĩ mà đi núi mà cứ cầm như vậy chắc lên tới tỉnh chắc cũng dẻo dai luôn quá. Không sao, được cái là giỏ đi chợ thì mình coi nhồi nhét rất là nhiều nha bạn. Chúng ta sẽ có Coca-Cola, lê, 6 cây xúc xích, dư đạn các bạn dắt bên hông, cái túi ngủ, bô, cari, áo mưa, bánh mì, cơm, xíu mại, chanh muối, kem đánh răng hiệu ông khọ, dùng để đánh về bánh mì nha bạn. Khô bò, 7 cây xúc xích, 8 lưỡi bạn, 3 chai Aquarius, và cuối cùng là một bịch cari. Tiếp theo là khu đại, 3 sao, lên bàn đá em. Đại thì được một cái túi Nike, bên hông thì nó đựng áo mưa nha bạn, một cái áo mưa duy nhất thôi. Bò bít tết, Coca-Cola, 2 lon, cá ngừ, xúc xích, cắn kẹo ăn cho lẹ, đi cho lẹ hả? Tăng vitamin nè. Xúc xích, mì té em, muỗng, kỳ vai, hết rồi. À, nhìn nó bự như vậy thôi mà nó đựng khu cá toàn đó các bạn. Quá cùi em. Rồi, tiếp theo là cu hương, 4 sao. Yeah. Lên bệ đá cổ luôn. Bên hông thì nó sẽ đựng một chai chanh muối. Bên đây thì chai Bocari. Tại ở đêm núi mà nó đem mấy cái đồ trang điểm của nó các bạn. Có đâu. Mách cúp rồi các kiểu nè. Quách đường heo. Thôi mình bỏ qua cho bạn, cái đồ này riêng tư quá. Cái gì, kem chống nắng rồi mà. Ba cái BCS, cái đồ lum hết. Rồi, tiếp theo là ngang thứ hai. Chúng ta sẽ có KitKat, xúc xích, heo cầu bồi, bánh ngọt, sô-cô-la và cái muỗng. Tiếp theo là ngang bự nhất nha bạn. Sao cái đồ kéo hương nhau xíu vậy ạ? À? Nó bị đứt anh ơi. Hương nhát quá, nó đứt rồi. Đúng rồi. Trời ơi, đem quần áo nữa. Đem quần áo mặc. Trên núi có gì đâu tắm em. Tắm xương anh, tắm xương rồi mình thay đồ. Tắm xương. Chúng ta sẽ có Aquarius nè, Coca-Cola, bánh mì, là vì em, bơ đậu phộng, chè, nĩa, và cuối cùng là một cái túi ngủ màu xanh dương. Rồi, tiếp theo là cu ăn 5 sao. Vâng. Cái cặp cấp 5 nha bạn. Một cái cặp ngựa khá là cá tính luôn em. Xong cặp này em giờ em đi học luôn rồi vừa em. Cặp này đi học là mấy bạn nữ mê lắm. Chúng ta sẽ có chai chanh muối bình hồng, thêm chai chanh muối bình hồng nữa. Muối Tây Ninh. Đi Tây Ninh phải có muối Tây Ninh nha bạn. Sau ăn nó đem nước nhiều dữ ta. Bocari nè, Revive nè, sạc dự phòng, dây sạc như là chìa khóa rồi các kiểu hết nha bạn. Tiếp theo ngăn đây, chúng ta sẽ có áo mưa, hộp quạt, dây hằn dây ướt. Ngăn lớn nhất này chúng ta sẽ có Coca-Cola, lơi Nam Mỹ, thêm cái áo mưa nữa, táo, bánh ngọt, hộp gà, hai hũ tóc bút cây, túi ngủ, thêm cái áo mưa nữa. Bách bôi hả, cho đây nhiều mưa chứ em. Sao em cỡ lớn anh ơi. Trời ơi, Aquafina, và cuối cùng là trời ơi, Coca khổng lồ. Đúng là năm sau có hát vẹn đồ, nhìn ganh tị thật sự luôn, sẽ đem nhiều dữ ta. Cái ba lô này nó bự. Ok, tiếp theo là cô vị. Cái ba lô cấp 6 bạn, ba lô dữ nhất, VIP nhất, bự nhất, nặng nhất luôn. Ba lô gì, út, outdoor, hiking nha bạn. Nhìn tôi biết ba lô này nhìn để đi núi rồi, có ký hiệu núi rồi nè. Ba Zivu quay vậy nè, trời ơi, lô tạo hả. Mình sẽ review nha. Bên hông thì nó sẽ có một cái bình giữ nhiệt đựng đá. Bên hông bên đây thì sẽ đựng một chai nước rất là bự luôn. Rồi ngăn nhỏ coi có gì nha bạn. Tợ nó sang nó bước vào ngăn nhỏ chứ đựng cái khẩu trang thôi bạn. Trời ơi, vậy chứ kêu đến răng thôi bạn ơi. Quá giàu luôn. Rồi ngăn này không đựng gì luôn nha bạn. Không đựng gì luôn. Quá giàu luôn, hy bạn quá đủ điều kiện bạn, không thèm mang luôn. Ngăn này không đựng gì luôn. Oh my god. Cái này mà cho anh thì chắc đựng cái nhà vô đây luôn em. Đâu phải. Anh không có cái để mà đựng luôn em, chơi sang chứ hả. Rồi ngăn kế tiếp phải đựng củ sạc, khăn giấy, chai monster, thêm cái nữa hai lon monster và bộ nồi nấu ăn nha bạn. Tiếp theo ngăn bự nhất lại là cái quần rin quen thuộc. Cầm lên ơi, đem cầm lên em, vừa đi vừa bóp hả. Đúng cầm luôn em. Ủa, hộp nước đá này là gì em? Này là thịt bò anh.
thịt bò. Wow, đi núi mà đẹp thịt bò luôn. Sợ chứ sao. Rồi, căn liều một người 3 triệu, liều được rất là VIP luôn các bạn. Nhẹ gọn, khô gà, bộ nĩa, một lóc luôn nha bạn, một lóc revive trên muối. Và cuối cùng là bộ rổ là hết hả? Không có đâu anh, bên đây nữa hả? À, còn ngăn bí mật nữa. Chúng ta sẽ có là mì nè, udon. Và cuối cùng là hai bịch gà hầm và sườn hầm nha bạn. À, cái này là bịch ăn liền các bạn. Nguyên cái đùi gà hầm với lại nguyên cục sườn hầm. Hầm lên và ăn thôi. Run. Ok, là mình đã xong xuôi các bạn. Đi shopping lên núi thôi. Bài thôi. Nếu vậy sao sao lót đi trước em. Đúng rồi. Đây là bỏ dạ, quá tệ bạn. Như đi business vậy nè, tốn tốn không? Cậu em. Vô. 5 minutes later. Rồi, tình hình là chưa đầy 5 phút rồi, vậy nó liệm luôn các bạn ơi. Tội nghiệp thằng bé. Nặng quá. Là kết quả là vậy đi cuối vậy bạn. Núi mình thấy nó cũng bình thường các bạn, đâu có gì đâu. Một đá thôi à. Đây như camera mà nó cũng đi được đó nè. Giờ là em đã hiểu được cái cảm giác mang ba lô nặng cho em. Leo núi nó khó hơn đi rừng ở chỗ là nó có những bậc thang các bạn. Leo rất là mệt. Còn đi rừng thì nó bằng phẳng, dễ đi hơn. Núi thật sự luôn các bạn. Tụi mình tới được một cây me nha. Nên sẽ hái me ăn cho nó đỡ mệt. Bờ này thấy con mấy con cuốn chiếu nó bự khổng lồ các bạn. Con này là xưa rồi. Đây, con này các bạn. Đó, nó dữ lắm nha, nó không có cuốn nó luôn, nó quýnh nhau phải không? Con này có bao nhiêu chiếc? Tấu! Rồi. Ok, tụi mình sẽ review me nha. Rồi, me dốt luôn các bạn ơi. Trời ơi. Má ơi. Nó dốt, ngọt. Ngọt theo kiểu mà chua lè đúng không? Tình hình là mình với anh Hương đi dẫn đầu nha bạn. Và bỏ rơi một nhóm phía sau rồi. Nên tụi mình sẽ quyết định là ăn riêng nha. Hai tụi mình sẽ ăn trưa riêng biệt, chỉ có hai tụi mình thôi. Và buổi trưa của tụi mình sẽ ăn gồm có là anh Hương ăn gì? Trước đi. Mình thì uống một lon coca bé tí nha các bạn. Đi núi là phải uống coca. Và ăn bánh mì với bơ đậu phộng, khá đầy đủ dưỡng chất luôn á. Buổi trưa thì tụi mình hướng về ăn nhanh nha các bạn. Đúng rồi. Trưa nay thì mình sẽ ăn bánh caro. Bánh này là bánh pinball. Và ăn táo. Uống nước revive chanh muối nha các bạn. Bơ đậu phộng. Đi nấu các bạn nên ăn bơ đậu phộng á. Tại vì nó nhanh nhanh á nè. Quết cái nè. Khe bỏ họng cái ôm luôn nè. Quá nhanh quá nguy hiểm luôn. Mình thì cũng vậy các bạn. Bịch này thì mình sẽ không có dục đi đâu nha. Mình sẽ giữ lại và bỏ vào cặp. Sau đó mình tới mấy bãi rác thì mình sẽ bỏ vào. Rác nha. Bỏ vô lấy con rác. Quá lạ luôn. Vô. Top 1. Nói chung thì buổi trưa tụi mình ăn đơn giản nha các bạn. Top dưới đi chậm quá. Nhìn mà chán chứ mày. Người đâu mà trai chán hết rồi mà còn yếu đuối nữa. Rồi hiện tại là khoảng 10 giờ rưỡi các bạn. Và tụi mình mới leo được có 1 tiếng rưỡi thôi. Mà nó mệt, nó đói cực kỳ luôn, leo hết nổi rồi. Nên tụi mình dừng lại ăn trưa nha. Cô Hương với cô ăn nó bị gì đó uống rocket 1 giờ hay là ngựa hái với bạn. Nó quất một phát đi bỏ tụi mình luôn rồi. Không sao đâu, người đi trước chưa chắn đã tới đỉnh từ đó bạn. Giữa núi là nó bị gì đó, cái kiểu cái nó sẽ ngủ lại với bạn. Rồi tụi mình ăn trưa thì cô Dĩ ăn gì em? Trưa nay em sẽ ăn sườn hầm. Sườn hầm anh. Ăn với mì. Ôi, ta thấy nó có sườn cổng luôn kìa. Sao anh? Tội. Vãi, cái cục sườn thiệt luôn nè các bạn. What the, đã chứ à. Sườn ghét thì mình gom lại nha. Ăn với mì. Ghé mình gom lại, có những khùng rác á, mình bỏ vô. Sao trải nghiệm kinh cái ba lô cấp 6 thì sao em? Tuyệt vời hả? Quá tuyệt vời anh. Em ước gì em phải quay ngược thời gian làm lấy một sao. Bởi vậy đó thì anh Lâm thầy kinh cấp 6 cho mấy em không? Em không hiểu được cảm giác cho anh gì hết. Rồi trong thời gian đợi cái món sườn của con Dĩ chín để tụi mình ăn ké thì tụi mình ăn lót dạ các bạn. Xúc xích mình thì có 3 cây xúc xích. 4 cây được, mình ăn 3 cây thôi nha các bạn. Rồi cô uống Coca Cola. Rồi to quốc gì to? À, mình thì ăn cái bánh cago xì hơi. Cây xúc xích. Và một lon Coca. Đồ số thì sao? Bánh xúc xích nữa. 3 cây xúc xích, ở lộn 2 cây xúc xích với một bịch sữa bò.
Đại hội xúc xích. Rồi đại xúc xích luôn. Ba cây trúng chín anh ơi. Lại xúc xích luôn nha các bạn. Và mình thấy ở đây những cái cây rất là thú vị nữa các bạn. Mình thấy là cái cây xoài đây bị gì nó ra tới lơ ấy các bạn. Đây, dính trên cành luôn nha, còn cành luôn nè. Mình sẽ bứt nha. Đây, còn cú luôn. Ngọt. Mọng nước. Anh ơi, có trái gì bên kia nữa. Trái gì kìa. Trời ơi, trái apple. Cái này là nó bị mấy con sóc với mấy con chuột ăn á. Bước xuống. Wow. Ăn ngon lắm nè. Ngon. Tuyệt vời. Bên đây nữa nè, em thấy có. Trái cola anh ơi, trái này hiếm lắm. Cái trái này chỉ trên nước Tây Ninh mới có thôi các bạn ơi. Uống tay cành luôn hả? Phải rồi, gớm em. Trời ơi, ảo thuật trái xỉn. Rồi xong hồi nấu thì đồ ăn của mình cũng đã sôi rồi nha. Quá hấp dẫn. Bên cành đây em. Này là mì anh. Lấy cục xương thử phải nước hầm xương không? Coi giống như bà hủ tiếu xương nha. Coi giống bà hủ tiếu bà Sáu gần nhà bán không? Có bà Sáu hả? Xạo. Cắn miếng thôi hả? Cắn dữ chứ hả? Gũi em cũng làm găng nữa. Thịt nó mềm lắm anh. Có ngọt thịt không? Ngọt thịt nữa. Nướng này bỏ mì hay mặn. Rồi mì thử luôn. Sao rồi? Rồi tụi mình chuẩn bị vô ăn mấy đứa. Vậy tắt máy mình vô ăn chứ. Nó ngon như mẹ nấu luôn. Bà Sáu mà sao mẹ được. Bà Sáu. Mẹ là bà Sáu. Ngon ngon. Tại giờ em mới đi nãy giờ khá là mệt rồi anh. Ừ. Ăn gì cũng ngon hả? Em ăn gì cũng thấy ngon á. Em ăn mà muốn khóc luôn. Tội nghiệp quá, để tụi anh ăn giùm chứ. Đùa, mình đi trước bỏ lắm mày. Hai đi thôi. Để ăn cho tao nha chị ơi. Ăn hết nha. Sau 2 tiếng leo núi thì tụi mình đã tới được cái cột điện thứ 30 nha bạn. Cái đường leo núi Tây Ninh này gọi là đường cột điện. Có tổng cộng là 117 cây cột điện. Tụi mình leo được 30 cây rồi. Là còn khoảng 87 cây nữa nha bạn. Và cứ mấy cây cột điện này có mấy cái vỏ rác đó bạn. Nên chúng ta có rác thì chúng ta gắn lên là mấy cây cột điện bỏ vô nha. Bây giờ mình sẽ phỏng vấn từng người. Chỉ thiếu ăn rocket 1 giờ và hương ngựa thôi nha. Cảm giác giờ sao cô đại? Mệt lắm, cái chân em nhức, nó mỏi. Rồi bé Tú sao em? Hơi mệt anh, nhưng mà có cái xui xui là đi leo núi mà nó bị rách quần. Nó rách nguyên một lỗ. Lấy áo che lại rồi. Lấy áo che rồi. Tò sao tò? Được anh, đạn pin có cái một sao, không sao anh ơi. Nên nó bớt hơn. Tò pin ba lô như cục kẹo vậy đi chơi vậy, có gì đâu mà. Chỉ có bằng 6 sao rồi các bạn. Nó nãy giờ nó tự kỷ luôn rồi. Quá tội nghiệp. Cuối cùng nó đã trải nghiệm được cảm giác 6 sao nha các bạn. Ok, đi thôi. Hiện tại tụi mình leo được 1/3 núi rồi nha các bạn. Đây. Ở dưới nguyên cái hũng khá là sâu luôn á. Tụi mình nghỉ chân ở đây chút xíu nha các bạn. Nãy giờ leo là leo riết leo mãi luôn á mà không thấy anh Lâm luôn á. Có lúc là ngừng nghỉ mệt quá trời luôn. Mình là 4 sao, ăn 5 sao. Còn bạn 6 sao thì không biết. Rồi tụi mình lại tiếp tục nghĩ là thứ N nha các bạn. Vãn Hiếu ăn rocket và hương ngựa. Hương ngựa hái luôn. Tú rồi Tú. Tú sao hả? Bị gì Tú? Đâu đâu quay lại anh biểu diễn coi. Em leo vô á. Nó mệt thật sự các bạn. Tụi mình đã tới đây cái cục điện thứ mấy rồi ta? 43. 43 trên 117 các bạn. 43 trên 117. Được hơn 1/3 quãng đường rồi. Không sao. Vậy mình thấy là nó cho mình nước. Em có mấy chai? Em có một chai này với một lốc kia với hai lon Monster anh. À chỉ có một chai nước suối thôi, một lốc. Nước chanh. À. Em nhét vô hũ để cho nhẹ bớt. Thôi thôi thôi. Hai bạn trẻ bị dính mất mèo các bạn ơi. Rúa em. Lọc được cái lỗ nước đáy của ai đó bạn. Rúa mất mèo. Coi nó ngứa rồi, nó nổi mụn lên nè các bạn. Ngứa quá trời luôn kìa. Nó chét cái tay luôn anh ơi. Ừ, dính mắt mèo rồi. Ở đây nó có cái lùm mắt mèo nó khô quá bạn. Hai thằng cu nó đi, nó không đụng vô, nó không chú ý nó đụng vô rồi bị ngứa luôn rồi, nhăn mặt như khỉ luôn kìa. Vừa rách quần rồi dính mắt mèo nữa. Đây, áo khoác của cu Tú dính mắt mèo các bạn. Mấy cọng lông vàng vàng rồi nè. Nó ngứa hơi rồi luôn, bây giờ chỉ có giặt mới hết thôi, hoặc là ngâm với xong thôi Tú ơi.
Nay Tú này coi Tú nhỏ luôn rồi, vừa bị rắn cây đít rồi vừa bị bắt mèo đó em. Ôi trời, giờ sao cột phải che lại ta. Giờ gán lụm cái bịch nào bỏ hết thì vô tôi bịch em chứ giờ. Hỏi che đít luôn. À, camera mà nó mới phát hiện ra được một cái chùm dâu nữa bạn ơi. Nó làm chùm nho nha. Oh my god. Đây mình sẽ trải nghiệm cái chùm nho do cameraman nó đem theo trong ba lô của nó nha bạn. Cái lộn nó phát hiện ra nha bạn. Ờ đỡ rồi. Ăn đi cho bớt ngứa Tú. Trải nghiệm em. Hai nó xuống bỏ vô hộp ăn anh ơi. Bỏ hộp á, đây vô hộp đây. Hợp lý em, quá rột vip luôn em. Được khoảng 15 phút rồi. Lại kỹ là thứ ba nha. Đây có cây chùm vột hả? Cái gì chứ? Chùm vột. Chùm vột. Trời luôn. Mệt, cách mấy thì cũng phải review với bạn. Tà ra nó rụng lén luôn. Chu phải gọi là té đái luôn mà. Chu cực kỳ. Ai có lon nước vũ hết dụp đây vậy. Đây là điểm tập kết đó bạn. Sẽ có người lên thu gom ngay vô mấy cái tập kết này. Được 58 cây bạn ơi. Chỗ này toàn là đá không. Leo mệt cực kỳ. Mới 59 thôi á. Cố lên em. Mệt quá. Cái chân của em vợ cứng luôn à. Ai kêu khách sáo sào chị. Dạ. À, cameraman bây giờ nó trở thành người chơi nha bạn. Nó không quay phim nữa. Tú lẹ Tú. Anh đừng có quay. Đi lẹ đây còn mọi người chờ F0 đến rồi. F1 di chuyển đi. Di chuyển F1 di chuyển. Rồi đi tới cây cột điện 64 thì tụi mình phát hiện một cây mít các bạn. Trời ơi trái quá trời luôn. Thằng ăn đang tìm một trái mít chín nha. Cái vậy? Có mít chín hả? Dạ dạ. Ok hai em lại đây review luôn. Mít nhìn không ngon hết hả? Đâu không đó. Nhìn không giòn. Là quăng đây. Chấp hỏi. Rồi đó đi xuống dưới núi luôn em ơi. Chụp lại. Bây giờ sao? Có thằng anh đâu, cháy gì nhất rồi. Cái cây sống nhà không hả? Ồ. Đi tới ra. Cây 66. Cái áo mình nó như là ướt kìa bạn. Nó như là mưa vậy. Mình lụm được mấy cái trái dầu cực kỳ lạ luôn. Đây là cái trái. Còn đây là cái độ giờ nó bay nữa bạn. Bên trong nó có cái lỗ luôn á. Nó hở bên trong luôn nè. Cảnh nó rất là lạ rồi, thấy không? Bay rất là đẹp luôn á. Siêu đẹp. À, tụi mình đi tới cây cột điện khoảng thứ 70 mà thì phát hiện có bơ nha. Núi Tây Ninh có bơ. Ê có, có. Đây nè mày. Trái siêu bự luôn á. Nó nhỏ bằng cái cầm tay mình đó mày. Đây, được trái bơ nó chín rất là đẹp luôn rồi. Còn có dấu con sóc con nhang gì nó cạp đây là tức là gần chín rồi. Tại vì bơ chín cây các bạn, lần đầu tiên ăn bơ chín cây luôn á. Nó vừa mới chín tới bạn, chưa mềm lắm nha. Ăn chắc sẽ rất đắng rồi. Hơi đắng. Đắng đắng. Không phải đắng không? Quá trời đắng luôn à. Mới vô ăn thì béo béo ngọt ngọt. Nhưng mà cái hậu đắng cực kỳ luôn. Tới cây cột điện thứ 75 thì tụi mình thấy có dâu rừng. Quá từ trái tinh đọt luôn. What the hell? Ăn mới được. Đây rau rừng nè bạn ơi, dâu rừng quá trời quá đắt luôn, nguyên một cây không ai ăn luôn. Trời ơi mẹ ơi, nó nhiều cực kỳ các bạn. Đây nguyên chùm dâu rừng các bạn, nhìn ngon anh. Cái hết em. Dạ review thử coi dâu rừng. Đây muối nó mọng nước các bạn. Dính mập kìa. Cạn ly cạn ly. Ok anh vô. Trời ơi nó ngọt. Tú. Tú. Dâu rừng em, dâu rừng. Đã nghiệm, đã nghiệm em. Đồ ngon là tôi ăn chừa cho em, tụi em liền à. Sao? Trời luôn á. Hello. Mấy đứa vào dặn dâu rừng chưa? Hả? Chưa ăn. Anh có hái được chùm nho rừng nè. Mấy đứa trải nghiệm ăn thử. Nãy giờ ngồi mệt. Có đồ ăn liền. Camera man quốc em. Trải nghiệm giấy.
Trải nghiệm thử em, ngon lắm em. Cái gì ạ? À? Dâu rừng em. Dâu hả? Ừ, ăn đúng, đúng đã luôn á. Cái này ăn phải dày đúng không ta? Đúng rồi, phải giò đó em, nó mới ngọt em. Ngon không Đại? Sao? Ngọt. Chế được ngay anh. Vậy hả? Thiệt. Nè. Thôi đậu sạn không được lựa anh em. Nè ăn nữa thêm chai nữa, phải tên em ăn nữa đi. Rồi tụi mình đến cây cột điện thứ 90 nha các bạn. Đuối thật sự luôn các bạn ơi. Gì vậy? Đâu làm lại cho anh coi coi. Có gài á, có gài á. Tụi mình đã tới đỉnh rồi nha các bạn. Sao 6 tiếng 33 phút. Trời ơi kỷ lục luôn các bạn. Lúc mình leo 8 tiếng hôm nay leo 6 tiếng. Đây đỉnh núi là có cái bức tượng màu đen đen đó nha các bạn. Là tới đỉnh rồi nha. Mình review xem là sau chuyến đi như vậy thì mọi người còn gì nha. Nào không sao đâu ta. Đây anh em. Là toàn nó chỉ còn có cái ao bừa, cây xúc xích. Trong đây có gì? Hai hũ cháo. Hai hũ cháo với lon nước. Đúng rồi. Với cây xúc xích nữa. Sao em không ăn gì hết à? Có anh. Em chỉ ăn có cái bánh với cây xúc xích thôi. Với chi nước à? Hai chai nè. Hai lon nữa. Rồi Tú còn gì Tú? Em hả? Em còn được muối hả? Nó bàn tạ dữ hả? Không biết sao đi, nó xài dữ mà em còn bịt muối. Ê, bậy bậy bậy. Nó đi bây giờ làm cái dân mại vậy đó. Nó tàn tạo quá. Còn cái bịch muối à. Rồi nói chung là tụi mình thì mấy túi 2-3 sao tụi mình thì cũng còn khá là nhiều. Bạn đồ ăn vẫn còn khá là nhiều. Nước uống thì mình còn một chai duy nhất. Nói chung là chỉ có mấy thằng không sao bọc sao rồi nó mới tàn tạ thôi nha bạn. Ok bây giờ tụi mình sẽ vào review đỉnh núi nha. Đi thôi. Ở trên đỉnh thì người ta xây một cái khu ăn chơi rất là đã nha bạn. Công viên nè. Qua wow, lá hè rất là nhiều bông luôn nè các bạn. Bông quá trời quá đất. Phía bên kia thì người ta vẫn còn đang xây. Còn đây là cái tượng khổng lồ luôn, tứ đại thiên vương gì nè các bạn. Nói chung là cuối cùng thì sau 6 tiếng mấy thì tụi mình đã lên được đỉnh các bạn. Cảm giác nó rất là sung sướng luôn. Bây giờ là đến lúc bung tỏa năng lượng rồi. Đó có hồ cá kìa, xuống không quay review hồ cá kìa. Đây đây có một cái con suối há là tuyệt đúng rồi. Có ếch và bánh ái luôn kìa. Ống trên nữa. Rô nữa. Cá bự biển. Ồ, cá bự dữ rồi ha. Chuột mini. Đằng kia có xe gió đó nè. Tiểu cảnh đồ quá trời nha các bạn, rất là đẹp luôn. Wow. Cái đó lại chụp hình lên nè. Cái tượng giống phụ lòng quá ha. Con ếch. Ếch hả? Cái gì đà. Bắt kè. Ở đây mình thấy có khu ăn uống nha, vô review luôn. Mình sẽ quay review quán nước luôn nha các bạn. Quá tuyệt. Ở đây thì chỉ có bán có hai loại cơm với lại cơm tây thôi. Đây dĩa cơm tấm 90k. Nhìn khá là gầu luôn nha các bạn. Nhìn rất là hấp dẫn nữa. Cái thịt rất là bự. Đây là nước mắm nè. Cảm giác sau 6 tiếng leo núi thì ăn nó sẽ như thế này nha các bạn. Ngon tuyệt, đúng đúng. Tàn bạo lắm rồi. Nói chung là cơm tấm 90k là do là phải mang vác những hạt gạo, những miếng thịt, những con gà lên đây nướng nữa bạn. Nên nó phải tính thêm cái tiền như vậy nữa nha, rất là hợp lý nha. Với lại đây là khu du lịch nữa. Mốt là sẽ trở thành cái khu resort 5 sao nữa. Nên giá là phải như vậy nha bạn. Wow, đây là cái khu nhà vệ sinh nữa bạn. Gì như cung điện kìa. What the. Bên nam mà như vậy không biết bên nữ như thế nào nha bạn. Wow. Vậy có ai giúp em đâu. Có ai giúp em đâu. Ở đây cảnh khá là đẹp luôn các bạn ơi. Tùy như cái công viên hoa Đà Lạt vậy. Toàn là hoa thôi. Đây cảnh khá là đẹp nha các bạn. Rất là chill luôn. Đây là một cái miếu các bạn ơi. Chắc miếu bà thứ hai. Tại giữa núi là có một miếu bà. Đây thì một miếu bà nữa nha. Xây trong cái hốc đá đó các bạn. Kế bên là cái khu khách sạn chưa xây xong các bạn. Chưa xây xong. Tôi bình định là lên đỉnh núi sau đó review khách sạn đồ các kiểu. Nhưng mà kết quả là khách sạn chưa làm xong nha các bạn. Chỉ có bán đồ ăn thôi.
khá là buồn, đành phải đi sinh tồn, phải không con nào có liều hết bạn. Hình như anh Vĩ có liều đúng không? Anh Vĩ ơi, anh là anh ruột của em nè, em ruột. Rồi kết quả là tụi mình đi ngược khoảng 5-6 cái cục điện để tới cái bãi cắm trại nha bạn. Đây, bãi của những phượt khủ, dọn sẵn cỏ đồ các kiểu, có những cái đống lửa, rồi những cái miếng đồ nướng đồ các kiểu các bạn. Tre đồ rất là nhiều. Đây khá là ok các bạn. Ok, tối nay tụi mình sẽ ngủ ở đây. Tưởng đâu được ngủ khách sạn 5 sao chứ. Là mình đem thêm có tiền quá trời luôn. Rồi ok, tụi mình sẽ làm liều nha các bạn. Đầu tiên là Lâm Vlog sẽ làm liều trước. Xong nha các bạn. Mình có túi ngủ mà mắc gì mình phải ngủ liều làm gì. Mua túi ngủ ra mà ngủ thôi. Liều gì tầm này nữa. Em bé kia sẽ có áo mưa hay ạ? À? Anh ăn cho xin của anh ăn hả? À? Đúng rồi. Đây của em là tối nay nó có món quà đặc biệt cho em. À, tối kia kế anh luôn hả? Vậy là phải đưa là món quà cho anh. Anh Vĩ ơi, buông liều ra anh Vĩ ơi. Nè ơi, anh Vĩ cặn quăng cái liều xuống thôi. Anh buộc có cặn. Đây nè, anh Vĩ cặn quăng cái liều cái là có người dẫn liền. Đâu quăng luôn. Rồi xong. Hoàn thành các liều một người, nhưng mà hôm nay là liều này sẽ được ngoại lệ các bạn. Vô. Kéo lên luôn. À. Cho được bốn rồi. Ngập quá. Có kéo. Được hai người các bạn ơi, hai người. Không sao, mình phát hiện ra ở đây là có một cái tấm lót sàn nè, cũng cứu được thêm người các bạn. Đây. Đủ vậy. Kéo đi lại. Quá đã luôn. Ok, tụi mình ăn tối các bạn. Mình tưởng đâu là được ăn nhà hàng 5 sao. Kết quả là phải đi như vậy các bạn. Tối nay là Toàn sẽ ăn. Tối nay mình sẽ ăn cháo súp bị bầu ngư và một cây xúc xích. Không có nước uống hay không? Nước để tối khuya uống anh. Còn có một chai nhỏ xíu anh tiết kiệm. Ủa, còn tò đại ăn gì em? Cá ngừ Mexico. Cua ca. Sao ai ăn cũng chát hết à. Còn mình nè, ăn dữ dằn hơn các bạn. Uống nước, chai nước Aquarius cuối cùng luôn nha, chai cuối cùng. Đây kèm lên răng nè các bạn. Ủa cái gì vậy? Sữa hả? Ừ. Không, tú, cặp chị em nghĩ là đang kèm lên răng đó em. Ngắt búa lên anh. Xì vô tay à. Liếm, giờ hiếu hốn đồ ăn quá. Muốn ăn gì em? Em hả? Ừ. Thấy gì không anh? Muối tôm hả? Đi Tây Ninh là phải có muối Tây Ninh. Đây, bữa tối mình ăn một giấm muối. Muối Tây Ninh thơm ngon, mời bạn ăn nha. Tụi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Ờ, mặn quá. Ăn giấm muối em? Ngon, ờ, ngon kìa. Rồi tối nay uống nước gì? Anh Vĩ, cho em miếng một miếng water. Đó giờ anh ngại cho lắm, giờ em chiên giùm anh mấy này. Tối nay là Tú là nó sẽ làm là cà phê cho anh Vĩ nha bạn. Đưa đuổi ai chiên chiên giùm. Rồi bỏ thịt lên chiên. Đây. Đó. Thôi nè. Thôi nè, em né luôn cho em miếng á. Để anh chờ. Em làm lâu lắc quá. Trong thời gian chờ anh Vĩ chiên thịt thì mình ăn luôn nha các bạn. Nước của mình cũng đã sôi rồi. Tối nay thì mình sẽ ăn tteokbokki vị phô mai. Ăn chén miệng là một trái lê Mỹ. Và uống Coca-Cola nha các bạn. Sẽ bỏ vào. Tiếp theo là cho gia vị vào luôn nha các bạn. Rồi, cuối cùng là cho nước vào. Bây giờ thì mình sẽ đậy lại và chờ trong vòng khoảng 3 phút là mình có thể ăn được rồi các bạn. Rồi sau một hồi mình chiên bò thì cũng đã bò này đã chín rồi nha. Mình sẽ lấy ra thử hức luôn. Này, bà cái gì thôi. Hương bé lắm. Mấy hành vùng dân cư các bạn. Rồi Hương, tới Hương ăn gì hơn? Tối nay mình sẽ ăn khói nha mấy bạn. Khói nhiều quá. Tối nay mình sẽ ăn heo cowboy. Heo cowboy này nãy giờ mình đi ra nóng lửa rồi nó cũng khá là chín luôn nha mấy bạn. Bây giờ mình sẽ xé cái bịch này ra. Xé bịch này ra thì mình sẽ hít thối tiếp. Rồi. Múc heo cowboy ra. Heo cowboy này nó từng viên như thế này nha mấy bạn. Đây, nó nguyên một viên luôn. Ăn thử trước. Khá là ngon luôn. Hương vị của hối. Sau đó mình cắn miếng bánh mì. Rất là hồm hối luôn á. Này anh Hương ơi, anh ăn gì dạ? Mình uống Revive chanh muối nha các bạn. Hương ăn hối, Tú mà hử kém.
Nói chung là nếu em nó có lòng rồi thì hay cứ nhìn anh ăn đi. Rồi. Trời ơi mày. Vậy ăn đi. Cài quá. Ok, tới mình luôn nha các bạn. Tô Buki cũng ok rồi. Mà mình cảm thấy là hình như mình cho hơi nhiều nước á các bạn. Khuyến cáo là nên cho ít nước lại nha. Giờ mình sẽ ăn trải nghiệm thử. Nhìn vậy thôi chứ. Nó là nhát à. Chúng ta đến với ăn mày online nha các bạn. Không. Sao Tô Buki là nhát vậy? Chắc pha nhiều nước quá. Anh sẽ cu mang em. Anh nhớ có một thời em cho anh một ổ bánh mì. Bây giờ anh trả em một quả trứng gà. Đó, ăn đi. Mấy bạn ơi. Mấy bạn à, ăn nhắc là kỷ niệm đó. Mình lòng đau như xiết luôn. Mình muốn khóc luôn. Bây giờ mình sẽ cho thêm viên nữa. Đấy, ăn vô. Ăn vô. Nói chung là cú vặt, vặt trả ơn. Cú ngủ, ngủ, ngủ. Ăn này con. Buồn quá. Món lúc kia ngoan. Rồi hiện tại là 11 giờ khuya các bạn. Và thử thách tinh núi đã được 14 tiếng rồi nha. Đến giờ đi ngủ rồi mọi người ơi. Và kết quả là có những người không đem túi ngủ được các kiểu. Kết quả là phải cộng sinh nhau luôn nha các bạn. Do tinh núi là cái mù này bị gì đâu mà nó sương mù, nó lạnh cực kỳ luôn các bạn. Rồi đầu tiên là mình sẽ review sơ căn liệu này là của Mr. Lam thiết kế với lại Toàn các bạn, mình với Toàn hợp tác. Đây được một cái đồ che ở trên, tại vì ở đây nó bị sương mù quá các bạn. Cái mấy cái lá tre này nè nó cứ nhiễu xuống bịch kia kìa. Nó nhiễu vô mặt rồi ngủ không được. Ở dưới thì lót áo mưa, trùm áo mưa. Mình có cái túi ngủ nữa nha. Còn đây là cái liều của cô Dĩ. Đây liều Dĩ thì nó có một cái ngăn ở ngoài các bạn, nên thằng Đại nó ké bên đây. Còn bên trong là có ai? Bên trong là cô Dĩ của mình nó ngủ nha. Cái tối chui vô một chung với nó. Rồi cô Hương thì nó ngủ túi ngủ nha các bạn. Túi ngủ áo mưa rồi các kiểu. Phía bên đây chúng ta có cô An với là cô Tú, hai thằng ngủ chung. Đắp chung túi ngủ rồi nữa, nó sướng dưới ta tùm áo rồi lên nữa. Ẩm luôn mà. Ăn nó nè. Dạ, sao ấy ổn áo mày em? Dạ ổn mà. Hai ngủ giọng con sẽ đứt nè. Không sao đâu, đứt thì nằm dưới thôi anh. Nói chung là mùa này há là lạnh nha các bạn ơi. Tưởng đâu được ngủ khách sạn đâu các kiểu, ai ngờ không có nha. Ok, nếu tối nay mà có mưa bão gì tụi mình sẽ cập nhật sau nha. Chúc các bạn ngủ ngon. Hiện tại đang là 4 giờ sáng các bạn ơi. Và tụi mình thử thách được 19 tiếng nha. Thì có một cái rất là thú vị. Đây 4 giờ sáng mà cô Tú nó ngồi coi điện thoại các bạn. Các bạn thấy cái làn khói nó bay không? Các bạn thấy khói như vậy này là sương các bạn. Bạn ơi sương nó phủ dây đặt cái núi luôn các bạn. Không thấy chỗ cảnh đâu hết. Phía bên đây thì chúng ta thấy cô An nó đang nhóm lửa trong vô vọng luôn nha các bạn. Sao em? Ướt quá. Lá, củi, tất cả đều ướt hết anh. Rồi ướt dẹp sao giấm lửa. Do cái giỏng quần ăn nó hy sinh, nó không có áo mưa che các bạn. Ướt dẹp thôi em. Dạ. Không ngủ được. Dạ. Giờ nó thành một cái hồ bơi mini vậy. Các bạn nhìn thấy mấy cảnh xung quanh nè. Đây, hoa, cỏ, lá. Dép của con Toàn vậy nè, nó ướt dẹp hết nè các bạn. Ướt tèm nhem hết. Còn đây là cái liều của mình đó bạn. Cái lại mà mình dùng áo mưa mình che ở trên á, mình ngủ được nha. Nó đọng hơi nước và ở đây mấy bạn thấy có cục nước luôn nè. Đây nước nó chảy vô cái bũ. Có cục nước luôn. Quái à. Dưới chân mình thì mình không có che được các bạn. Đây che được tới đây à. Đó là nó nhiễu dưới chân của mình. Mình không có hẳn cái dọ được. Ngủ là phải co vô Toàn đó bạn. Đây phải co như vậy nha. Bây giờ ngồi bấm điện thoại tới sáng em. Chắc vậy anh. Chứ giờ cái xe ống như hồi quê bển nè. Ướt dẹp rồi. Rồi tủ nó quy định là nó sẽ bấm điện thoại tới sáng. Còn ăn thì nó sẽ đốt lửa tới sáng nha bạn. Nhóm lửa cho mày đốt nữa. Đôi khi cuộc sống nên biết dừng lại. Trời ơi xương nó bay hơn đúng chú Trang đúng không nội ơi coi nè. Nó bay diệt trữ được khói luôn không? Tuyệt vời không em? Quá tuyệt vời luôn anh. Rồi, như mình đi tắm buổi tối vậy. Sau một tiếng đồng hồ thì mình cuối cùng cũng hắt ra được một cái đống lửa rồi nè các bạn. Quá là cực khổ luôn á. Và do là mình dậy sớm các bạn nên sáng nay mình quyết định là mình sẽ ăn sớm luôn. Ăn sớm với mọi người luôn. Đó là mình sẽ uống revive và ăn tteokbokki. Hồi tối là mình đã thất bại và mình đã rút được kinh nghiệm ở bạn. Sáng mình lại thất bại tiếp. Đó là mình chỉ cần trùng tteokbokki, sau đó thì mình chế nước sốt vào các bạn. Còn này mình chế nước sốt vào. Nó bị lỏng lẻn hả?
Nhưng mà hương vị thì ăn nó cũng như tôm kia bình thường à. Đậm đà hơn xíu thôi. Còn mình thì đã đi vòng vòng thì mình ăn trộm được đồ của thằng 6 sao nha. Được một trái lê với một chai chanh muối. Bây giờ mình sẽ ăn thử coi đồ 6 sao nó có ngon hay không nha. Mở ngọt. Hay lắm. Hay lắm em. Không biết của ai mà anh nghĩ là ngày mai có vấn đề liền à. Ngon kìa. Quá tuyệt vời luôn. Quá tuyệt luôn. Ăn ké mà anh, đâu không? Trong cái thời tiết mà lạnh lẽo như thế này mà ăn cái bút kì ngồi cạnh đống lửa như thế này là quá tuyệt vời thật sự luôn á. Dạ mà ra đống lửa thì chịu không nổi. Đã vậy còn có mưa nữa, mưa phun sương. Rồi trời sáng rồi nha các bạn. À buổi sáng hôm nay đa số là mọi người dậy rất là sớm, do là sương mù nó bay các bạn, kết quả là nó động trên mấy cái lá tre nè. Well. Đó. Nó động như mưa các bạn. Thôi là mình có trùm cái tấm này nè nên tối mình chứ toàn ngủ được. Nhưng mà vẫn bị ướt các bạn ơi, nó bầy nhầy nó ướt nhẹp nó ghê lắm. Y như là mưa vậy á. Và có một số bạn thì ngủ không được nên dậy sớm kìa. Dậy sớm tập thể dục để thành công anh à. Tập cho mau. Nói chung là hồi tối này là bạn ăn với bạn Tú là ngủ tên giỏng không có đồ che các bạn. Và lá nước là nó rụng vô y như là cái xù đó em. Ướt nhẹp luôn. Như cái xù luôn. Dạ yeah. Oh my god. Nước trong đó luôn kìa. Ừ nước vậy sao ngủ. Đó tụi em mới dậy tập thể dục á. Ở vậy như cái xù sao ngủ. Còn bên đây bé Hương sao ngủ được thấy em. Cái này nó có chống hâm nước anh ơi. Tôi ngủ cho hâm nước à. Cho hâm nước. Ở đây ướt nhẹp luôn nè. Ờ. À. Nhưng mà tôi ngủ dân bình thường nên ngủ khá là thoải mái. Kéo là dân ngủ được. Đúng rồi. Tối chỉ cần vậy. Còn phía bên đây thì chúng ta có căn nhà của Tam Đại Ma Hằng nha các bạn. Đó chính là thằng Đại, Dĩ và cameraman. Ba Hằng là nó ngủ trong đây các bạn. Tối ngủ được em? Được anh. Bình thường hả? Cái này cái đồ che nè anh, đâu à. Có mưa gì nhiễu đâu, không có xương đâu. Không có xương nhiễu hả? Đúng rồi. Được mặt. Người ngủ kiểu gì mà anh thấy cái quần này đứng dậy cho mọi người chiêm ngưỡng em đứng dậy em. Ủa tối Dĩ làm gì em gắt mà quần rồi. Vậy nó hơi bạo tí anh ơi, hơi thô bạo tí. Rét quần em hả? Đúng rồi. Kỳ quá em. Gan sáng em. Kỳ quá. Ok, tụi mình sẽ ăn bữa sáng cuối cùng trên núi nha các bạn. Tình hình là bé Tú là nó được không sao đó em. Đúng rồi anh. Khá là tội nghiệp. Ủa em một sao lận. Ủa em không sao? Ủa em hả? Ủa sao hả? Không sao có đồ ăn mà. Sao không có. Rồi vậy là một sao. Tối sẽ mời ăn cháo, uống nước Ferrari. Và một cây xúc xích. Quá đã. Còn Đại ăn gì em? Còn Victor. Em hết nước rồi anh ơi. Ai là muốn nhà hàng không em? Còn bé Tú một sao một khu. Thằng không sao đó em. Một sao thì chết rồi. Biết trước luôn kìa. Ai xin online gì vậy? Ngon quá anh ơi. Ăn nè không em? Ăn chứ. Xíu mại sốt gà nha các bạn. Sốt gà mà. Không có. Mấy bạn mà nhìn cái chữ này nhìn nhanh nè, giống xíu mại sốt gà lắm. Thực ra là sốt cà nha. Nó cứng ngắt rồi. Chấm nước ai chấm xíu mại em. Ai quy. Ngon anh. Tuyệt vời. Mùa diễn. Bé Hương ăn gì? Sáng nay mình sẽ ăn ngũ cốc chè đường nâu Okinawa nha mấy bạn. Rất là nhiều loại hạt luôn, đậu xanh, đậu đỏ, hạt bla 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 bla, đậu đen gì đó. Ăn ở như chè đậu đen vậy. Khá là lạnh đó mấy bạn. Đêm này nó khá là lạnh đó. Bỏ nó lạnh đang ngon. Good. Rồi. Cô ăn thì hồi nãy nó ăn rồi nên giờ nó không ăn nữa nha bạn. Chứ còn cô Dĩ thôi. Cái này ăn gì em? Cái này sẽ ăn gà tìm anh. Gồng dịch phải cái gói thôi nhìn ngậu quá. À, này gọi là súp gà cô vậy biết. Súp gà Korean. Đúng rồi. Giờ việc đầu tiên em là nhóm lửa. Đốt lửa này nó bị gì với bạn khang tre á. Nó mau hết lắm. Có ai phải đúng rồi, giục tay hai tay. Ờ đúng rồi. Gán lên em. Rồi đó. Lên đi dọn rác. Đi dọn rác mấy đứa. Ok. Sau khi dọn rác,
bỏ rác vào hùng các kiểu thì được 24 tiếng 50 phút rồi các bạn. Mà vậy nó vẫn chưa tới nữa. Nên tụi mình quyết định là ăn thêm cái nữa xới sáng nha. Ăn xới sáng bạn, chứ nãy tụi mình ăn sáng rồi, là chỉ là ăn xới sáng thôi. Tụi sẽ ăn, tiếp tục ăn cơm tấm, chín chút ngàn dĩa. Còn Tú ăn bánh canh thì nãy mình quên cô giá các bạn, chắc 80-90 á. Nói chung là hết 7 phần tụi mình là hết khoảng 900 nha các bạn, gọt cả nước luôn. Ok, nói chung là trong lúc chờ dĩ nó lại đây thì tụi mình cứ việc ăn sáng nha các bạn. Ngon Tú? Bánh canh là được không? Được hả? Bánh canh có sườn gì không? Thịt không hả? Thịt lát không hả? À, thịt lát nha các bạn. Thịt này có mỡ rồi, cái kiểu là mà chỉ nè. Còn con tấm thì được biết sườn bự khổng lồ các bạn. Chờ cô dĩ lâu quá nên tụi mình quyết định đi vô mua vé trước luôn cho đỡ mất thời gian nha. Ủa? Ủa? Có thêm má mà. Ủa? Trời ơi. Ok. Nói chung là đây là cái chỗ bán vé của cáp treo nha các bạn. Y như là cung điện vậy nè. Wow. Lên. Đây, chú lên. Trời chói nắng chứ kìa. Nghe lên, vô lên bổ mình à. Ok. Ăn lẹ. Lẹ ăn. Dạ. Đủ chưa anh? Để tiếp coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Rồi vừa mới lên trên cáp treo thì chúng ta đã đủ 25 tiếng luôn nha các bạn. Tuyệt vời mặt trời luôn. Yes. Hoàn thành. Hôm kia mới là leo đi rừng, hôm nay lại leo núi bạn. Cảm thấy bây giờ chân của mình bây giờ nó ngắt luôn các bạn. Khỏe chừng. Bây giờ mà mình mà leo núi Himalaya hay núi Phúng Sĩ thì chắc nhảy cái lên luôn các bạn. Tuyệt vời. Ok, thì mình kết thúc video đây. Bạn thấy yêu thích series của mình thì đăng một like, chia sẻ, bạn nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo thì mình ra những thử thách thêm 5 giờ khác nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye. Quá mệt. Mình không biết bạn thực sự luôn rồi. Không, mình đủ rồi. Đủ rồi mà. Ok.